Mở cửa trái tim. Rồi, dạ, chúng ta chào hỏi nhau rồi hả? Chào em. Dạ, đây là món quà và đây là cái dòng sách mà em hay đọc. Em tặng em làm lưu niệm. Cảm ơn em. Anh có bó hoa anh gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai bạn, chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Giảo Hảo Phúc, rồi chúng ta sẽ có thời gian tâm sự riêng với nhau ít phút, được không nè? Tự tin lên nha cưng nha, mời món ăn vào. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Giảo Hảo Phúc. Hôm nay chúng ta sẽ có xíu mại nè, chân gà nè, đậu hũ kia cuộn tôm, bánh bao xa xíu mật ong, bánh cuốn tôm tươi, thật là tuyệt vời. Hay, bây giờ hai bạn ha, vừa thưởng thức nè, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ, em còn. Ăn trưa ngon miệng ha. Dạ, rồi, tạm biệt hai bạn. Ga lăn lên nè, ngồi thẳng lên, ăn. Mời bạn gái ăn. Dạ, em mời anh. Mời em. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi là công việc của anh thì anh có phải hay đi xa không anh? Anh thì tùy theo dự án em. Thì anh thì làm công ty. Nhưng mà tùy theo dự án, có thể là đi xa, có thể là, cũng có thể là ra ngoài Bắc. Tại vì là em nghe nói xây dựng là đi xa mà đi mấy tháng liền luôn anh, theo dự án là mấy tháng luôn. Vì công việc của anh thì công ty chính của anh là ở ngoài Hà Nội, còn dạ, ở trong Sài Gòn thì là văn phòng thôi. Dạ, dạ. Cho nên là, nhưng mà chủ yếu anh thì làm ở trong thị trường miền Nam. Dạ, tại vì là anh cũng biết công việc của em đấy, nhiều khi đi chụp em sợ lệch với giờ của anh. Em mời anh ạ. Mời em. Ủa, em thấy anh có vẻ run quá à, cứ bình tĩnh đi anh. Anh được học quá. Dạ. Nãy anh bảo là anh chưa có mối tình nào thì em muốn hỏi là chưa một lần rung động sao anh? À, anh thì có rung động nhưng mà anh cảm giác rung động nhưng mà anh không có dám thổ lộ á. Anh thì nhát. Vì khi đã yêu ai thì anh xác định là yêu và lấy người ta. Dạ. Và không để cho người con gái mình thiệt á. Dạ. Mình chỉ sợ làm người ta tổn thương thôi. Dạ. Ví dụ như giờ hẹn hò với em này, bây giờ thời gian nào hẹn hò với em này, hay là anh đi riết mấy tháng theo công trình luôn? Anh thì kỹ sư thì anh sắp xếp được những cái công việc và trao đổi được với anh em làm thì cuối tuần hoặc là cuối tháng thì anh sắp xếp được công việc thì anh. Dạ. Sẽ... Tại vì là em ở Bình Phước, anh ở Sài Gòn thì ví dụ như là anh nên thăm em hay em nên thăm anh nhờ? Cái này thì để anh thăm em. Dạ. Anh mời đi anh. Em chung. Dạ. Anh có gì mà anh hỏi em, anh cứ tự nhiên đi. Anh cho anh hỏi thêm câu. Đối với em thì em nghĩ mà nếu chưa lập gia đình thì em nghĩ chuyện quan trọng ví dụ là về bố mẹ hoặc anh chị em trong nhà thì liệu mình có giao tiếp và mình có sắp xếp, mình có nói chuyện được, có hòa thuận được với mọi người trong gia đình không? Dạ, cái này thì anh không phải lo, tại vì là em, thế là em cũng đi ra là hơn 10 năm nay rồi. Thứ hai, điều đầu tiên của em đó là chị hiếu, thứ hai đó là tôn trọng những người lớn. Còn về cái mà hòa thuận anh em cho gia đình là em sẽ tự bản thân mình sẽ biết thích nghi với mọi người. Dạ. Rồi anh có hay về quê không? Anh thì một năm thì anh về một lần. À dạ. Em thì thỉnh thoảng em có khi gia đình có việc hoặc là một năm về một lần, nhưng mà thường vào các dịp lễ Tết là em ít khi về được tại vì em bận trực. Cho anh hỏi câu lần đấy. Dạ. Chứ mà thời gian mà ví dụ như anh mà thời gian sắp xếp hẹn hò đối với em mà không có kịp thời gian hoặc cái thời gian anh bận thì liệu em có thông cảm được cho anh không? Dạ, cũng giống như em, cái công việc của em là hay trực, không có, nếu mà thời gian bảo là sắp xếp liền thì rất là khó, nên là em cũng hiểu cho anh. Tại vì ai cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng của bản thân mình nữa. Bên đây cũng bận, cũng trực, bên đây cũng đi theo công trình. Mà sao nãy giờ đồ ăn ngon vậy, lo nói không ăn miếng nào hết trơn vậy nè. Rồi bây giờ chút xíu nữa hai bạn sẽ ra ngoài ăn riêng với nhau ha, để mình tiếp tục chương trình. Thật sự hồi nãy giờ chị ngồi ngoài chị lắng nghe mà chị thấy cũng có những cái nó hơi khó với hai bạn, nhưng thật ra mình yêu xa còn được, huống chi là mình ở gần nhau. Tại thật sự nếu mà mình có cái tình ý với nhau á, mình cũng sẽ sắp xếp được hết thôi à. Ở bên đây thì cũng trực công việc, bên em thì cũng đặc thù công việc. Nhưng mà quan trọng là mình có hợp với nhau hay không. Thế nãy giờ ngoài những chuyện hỏi thời gian, mình có hỏi gì về tính cách của nhau hay không,
mình có hỏi gì về kế hoạch của tương lai hay là về những cái quan điểm như thế nào về tình yêu hay là hôn nhân gia đình, thì mình có hỏi những cái đó chưa? Dạ, đó, thấy không? Em quan điểm như thế nào về hôn nhân? Tình yêu trong hôn nhân thì đầu tiên thì em không có muốn sự giả dối. Ừ. Và nói chung là đầu tiên là em cảm nhận được cái sự chân thành và lo lắng cho nhau. Em nghĩ như vậy vì em. Còn em? Em nghĩ là điều gì quan trọng nhất trong cái tình yêu của hôn nhân? Dạ, em nghĩ là điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là cái sự tin tưởng, trách nhiệm và thủy chung với nhau. Nên là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết quan tâm tới nhau. Dạ. À, để cho hai bạn có thể là cho nó thoải mái hơn ha, có để chút xíu nó dễ dàng mình có quyết định bấm nút hay không. Bây giờ hai bạn hãy chơi một trò chơi nho nhỏ của chương trình, mình bóc một lá đi em, rồi đọc lớn lên thôi coi nè. Yêu cầu bạn nam kể một câu chuyện hài khiến bạn gái bật cười. Kể một câu chuyện hài cho bạn gái cười. Chị nghĩ em chỉ kịp thật thà em kể chuyện là bạn gái cười rồi đó. Dạ, em thích gì thì thật mà. Đúng rồi, mời em. Kể chuyện gì em? Chuyện gì, thí dụ em đi làm có chuyện gì vui. Dạ, anh kể chuyện lần đầu anh rung động đi. Đúng rồi. Đối với anh lần đầu rung động thì anh chắc xấu hổ. Xấu hổ thôi. Lần đó là lần nào, như thế nào? Trời chui, cô dễ cười vậy. Người ta chưa kể gì chứ cười luôn rồi. Lần đó là lần nào, năm nào, thì gặp người ta ai? Cười rồi, đó là cười gì? Lắm, không, tôi chưa cười. Lần nào gặp ai mà rung động? Bao lâu rồi, nhớ không? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì em gặp bạn bạn cùng lớp thôi. Bạn ấy vừa cùng quê với em thì em chỉ rung động là em nhìn thấy, đầu tiên em nhìn thấy là người ta đẹp và người ta và học giỏi nữa. Rung sao? Lúc đó rung động ở trong người như thế nào? Thì em thấy thì ngồi sau thì em thấy cũng muốn tiến tới ngồi hỏi thăm, hỏi quan tâm, nhưng mà em thấy xấu hổ. Em không ngại, em không đến. Trời ơi, dễ cười quá. Sao cũng cười, lúc đó tim đập mạnh hay là tay chân có run rẩy hay là nhịp thở có dồn dập hay là lúc có gì khác bình thường không? Tim đập mạnh chưa lắm. Tim đập mạnh lắm. Thấy nãy giờ ngồi đây tim có đập mạnh hơn không? Lúc cửa trái tim này mở ra là lúc chị đi ra ngoài tim em có đập mạnh không? Nãy giờ có rung động không? Có chị. Có hả? Rồi bóc một lá đi. Rồi đọc lớn lên. Đọc lớn bạn lên coi. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam đối diện. Rồi mời em. 5 điểm gì ở bạn nam mà bạn thích nhất? Dạ, răng khẩn. Răng khẩn. Dạ, thứ hai là có vẻ nhìn mặn, người hiền. Hiền. Thứ ba là các cái chuyện cũng khá là chân thật. Chân thành. Thứ tư là cái điểm nhút nhát của bạn. Nhút nhát. Dạ. Đáng yêu. Cuối cùng. Rồi. Điểm thứ năm đó là gộp tất cả những 4 điểm còn lại là bạn là người thực sự là chân thành. Chân thành. Bây giờ chị hỏi nè, nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Thì vì tuổi em cũng lớn rồi, nếu như được thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm, em chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chưa? Em cũng chuẩn bị một ít và cũng có sự hỗ trợ của gia đình. Okay, gia đình, nếu lấy nhau thì em nghĩ là mình sẽ sống và lập nghiệp ở đâu với vợ mình? Em thì em vào miền Nam thì em xác định ở trong miền Nam. Ở miền Nam luôn. Rồi, bây giờ cho nếu cho em một cơ hội để nói một điều gì đó với bạn nữ bên cạnh trước khi đưa ra quyết định bấm nút hay không thì em sẽ nói gì? Mời em. Nhìn thẳng vào cô ấy. Anh thì con người anh thì sao anh nói vậy? Thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh hy vọng em sẽ cùng đồng hành đi đến hết cuộc đời. Có biết hát hò gì không? Em hiện tại em run quá em không nhớ được là nào hát. Run đó, gì bẻ hồi quẹo gãy hết mấy ngón tay bây giờ. Bạn nữ cứu bạn nam đi nè. Dạ. Em hát cho bạn nam nghe một đoạn đi, cứu bạn nam đi nè. Dạ, em thì cũng không có thuộc nhiều bài hát, em chỉ thuộc một đoạn trong một bài hát thôi. Vỗ tay lại cho bạn nữ. Em kêu một đoạn. Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. Chẳng có giận hờn vì anh yêu em. Và mãi mãi, mãi mãi anh chỉ có em tận trong tim. Có nghe được kịp lời bài hát không? Thấy nghe giọng hát hay chưa? Không có nghe kịp. Trời đất ơi là trời, tôi chán ông ghê luôn. Nghe giọng hát hay đâu nghe được cái lời. Mãi mãi anh chỉ tận trong tim thì không nghe luôn. Có nhưng mà nghe con không hết đâu chị. Thôi được rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này á là nút bấm hẹn hò ha. Mình có tình cảm với nhau, mình có cảm xúc, mình muốn tìm hiểu đối phương, muốn tiến tới lâu dài thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta cảm thấy không rung động, đây không phải đối tượng mình tìm thì mình không bấm, hiểu không? Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Đường. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 hết thời gian. Sao bạn trai không bấm?
Em nghĩ bạn gái bên này không có phù hợp với em. Không phù hợp, lý do không phù hợp ở chỗ nào? Em nghĩ đối với công việc của em thì tương đối là vất vả, và em sợ bạn gái không có thể sắp xếp và thông cảm cho được cái công việc của em. Là em đi nhiều quá, em đi suốt hả? Thế là em không thể đi nhiều, vì tùy theo công việc của em nữa. Có nghĩa là vì em cũng đi nhiều và em thấy công việc bạn gái thì cũng đi nhiều, thì em sợ không có ai lo cho gia đình, đúng không? Và em muốn một người con gái có thể chia sẻ được cái công việc của em và có thể quan tâm được, lo lắng cho. Có nghĩa là cái người đó ít việc một xíu, ở nhà nhiều hơn, ý em là như vậy. Thế còn em thì em cảm nhận như thế nào? Em chỉ về cái suy nghĩ của anh thì em thấy như thế nào? Dạ em đồng ý quan điểm với anh ấy. À, còn em thì khi mà tiến tới tình yêu hôn nhân thì cái thời gian thì tự bản thân và hai người tự sắp xếp. Ngay cả công việc của em cũng bận rộn như vậy. Chị thì chị cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mỗi người thì có một cái suy nghĩ riêng, chúng ta không thể mình điều khiển cái suy nghĩ của người khác được, mình cũng phải tôn trọng cái quyết định của các bạn. Rồi xin mời hai bạn đứng lên đây. Thà là như vậy, anh nói rõ được cái quan điểm của mình. Thì đây cũng là một cô gái rất là năng động, bản lĩnh và tự tin trong công việc. Có lẽ vì như vậy là hai bạn chưa có khớp nhau lắm. Nhưng mà thật ra thì em cũng phải tự tin lên một chút xíu. Chị nghĩ là em đang bị hơi thiếu tự tin một chút đó. Tại vì khi mà có tình yêu nó có đủ á, thì mọi thứ đều có thể sắp xếp được hết. Thôi thì chị cũng hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Sẽ được chọn vào vòng 2 và sẽ có cái người phù hợp khi mà chương trình ghép đôi sẽ thông báo cho mình cái lịch quay chính thức ha. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Vâng, em là Linh ạ. Em là cái gì Linh em? Em là Lê Thùy Linh. Em sinh năm 1993. Đó. Còn quê quán thì em ở Hưng Yên. Còn nghề thì em là bác sĩ. Em làm bác sĩ gì? Em làm bác sĩ nhi khoa. Hiện tại là em đang làm việc ở Hưng Yên luôn hay sao? Không, hiện tại thì em đang làm ở Hải Phòng. Rồi, ok. Linh chia sẻ một xíu về bản thân em đi. Tính cách nè, điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Về tính cách thì em hay được nhận xét là vui vẻ, hòa đồng. Còn về bản thân em thì em thấy là em có vài ưu nhược điểm. Ví dụ như là ưu điểm thì em được mọi người nhận xét là khá là chăm chỉ. Hai nữa là thích đọc sách và luôn làm mới bản thân, luôn tìm tòi những cái mới. Còn về nhược điểm thì sự đoạn thì là không biết nấu ăn, nhưng mà nấu ăn thì khi nấu ăn thì ăn cũng được. Cái công việc của em có bận lắm ông Linh? Với lại chương trình sẽ ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì em có sắp xếp vào được không? Nếu như mà tìm được người phù hợp thì chắc là em nghĩ là em sẽ sắp xếp thời gian vào. Thì sẽ báo em trước bao lâu? Dạ, báo em trước bao lâu ạ? Báo em trước ba tuần đến một tháng. Ok, lịch thì chương trình có sẵn hết rồi, và cái lịch quay gần nhất là ngày 31 tháng 7. Có người phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm cho em ha. Còn lịch quay thì chương trình có cố định hết rồi. Linh chia sẻ về chuyện tình trường của em đi. Trải qua mấy mối tình, sao mà chia tay ha? Em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời còn đi học, thì cái thời đấy nói chung là nó cũng chưa được chứng chắn trưởng thành lắm, thì nên là nó cũng dễ đến dễ đi. Còn mối tình thứ hai là cái mối tình mà cũng vừa đi học nhưng mà cũng vừa đi làm. Thì cái mối tình đấy là do khoảng cách địa lý cũng như là cái công việc của em nó khá là bận rộn, không có thời gian quan tâm nhau, nên là nó cũng không có kết quả. Là bao lâu rồi em không quen ai? Dạ, cũng 2 năm nay chứ. Ví dụ đi làm trong môi trường làm việc không có anh bác sĩ phù hợp hả? Môi trường của em thì toàn nữ, hầu hết là nữ.
Còn có Nam thì đã lập gia đình rồi chị. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ em chia sẻ về cái hình mẫu em mong muốn luôn đi. À, ngoại hình, tính cách, công việc, tuổi tác ha. Về ngoại hình thì em không quá nhiều yêu cầu. Em chỉ cần là ưa nhìn. Cao thì cao từ 1m65 trở lên. Còn tính cách thì vui vẻ hòa đồng. Thứ hai nữa là chân thành, thẳng thắn. Còn về tuổi tác thì là sẽ dao động vào từ hơn tuổi em, từ 93, 91 hoặc là 85. Nói chung là nó hơn tuổi em. Em đó. Còn về công việc thì em muốn người yêu của em là có một công việc ổn định và có đam mê, có tinh thần cầu tiến. Ừ. Rồi là... bạn trai là phải ở khu vực nào em? Bạn trai thì là ở khu vực miền Bắc ạ. Chứ không yêu xa được hả? Yêu xa thì... thật ra thì nếu không còn cái option nào thì sẽ cân nhắc. Nhưng mà em vẫn muốn người yêu ở miền Bắc bởi vì là xa quá thì là nó cũng rất khó để tìm hiểu. Để gặp nhau. Ừ, rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở người bạn trai nữa không? Hết rồi chị. Nói chung em không nhiều yêu cầu đâu. Nói chung là nếu cùng tần số thì chắc là nó sẽ dễ hơn. Ừ, rồi ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi ha. À, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha. À, để mình sắp xếp mình tham gia. Vâng, ok chị. Ừ, rồi ok, cảm ơn. Mình ở Hải Phòng, mình ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Mình sinh năm 1962 và mình công việc của mình là doanh nghiệp ở bên nhà khách sạn và du lịch. Dạ, điểm mạnh điểm yếu của chị Ruy là gì ạ? Dạ. Dạ, điểm mạnh điểm yếu của chị Ruy là gì? Điểm mạnh của mình á là mình biết nhường nhịn và thương yêu mọi người, và mình cũng có biết làm kinh tế và tự lập. Đấy, còn điểm yếu của mình chính là cái điểm yếu mà thương yêu mọi người, đấy cũng là một phần trong điểm yếu. Sao là điểm yếu chị? Em chưa hiểu lắm, là chị bị lừa hay sao? À không. Đấy. À. Dạ. Thì là chị bị lừa hay là như thế nào mà là đó là điểm yếu của chị á? Ý em hỏi là vậy. À, không, mình cũng không bị lừa bao giờ, nhưng mà mình thấy rằng là cái đấy là điểm mạnh, nhưng gọi là mình cũng muốn nói một chút. Đó là cái điểm yếu, có nghĩa là điểm mạnh đấy thì cũng là điểm yếu, vì mình luôn luôn là chị vừa thiệt thòi về mình, chứ mình cũng không bị lừa, có nghĩa là mình luôn luôn nhường nhịn. Thì là mình phải lĩnh lấy những cái mà mình thiệt thòi. Dạ. Rồi, về tình trường của mình như thế nào chị? Là chị đã lập gia đình chưa? Như thế nào nè? À, mình cũng lớn tuổi rồi, mình lập gia đình rồi, con mình cũng hết rồi, có xây dựng gia đình hết rồi. Còn một cậu út thôi, thì cũng ngoài 30 rồi, còn đâu là mình là ông xã mất. Dạ, là chị, ông xã mất là lâu chưa chị? À, cũng hơn chục năm rồi. Dạ, rồi là chị có mấy bạn? À, mình có ba bạn trai, một bạn gái thì xây dựng gia đình hết rồi. Chỉ còn một bạn nhỏ thì năm nay cũng 31 tuổi, thì bạn ấy đi làm ở trên Hà Nội. Dạ, là bạn nhỏ nhất là trai hay gái chị? Trai, dạ. Bạn nhỏ trai cũng là trai. Bạn đang dạ. Ở trên Hà Nội. Vậy khi mà tham gia chương trình đó thì con chị có biết không? Có ủng hộ chị tham gia chương trình không hay như thế nào? À không, các con mình thì rất là hiện đại. Các con mình cũng muốn rằng là mình có một người bạn để mình gọi là trong cái lúc mà tuổi già đấy, thì là có người bạn nó cũng vui vẻ, bầu bạn, và các con nó cũng ở xa, nó cũng không có lúc nào nó cũng đau đáu để mà để ý đến mình. Dạ. Thì mà ủa, mình ở Hải Phòng nhưng mà khi mà tụi em ghi hình ở Sài Gòn thì đại chị cũng vẫn bay vào được đúng không chị? Mình cũng có con gái ở nhà ở trong quận 2. Dạ. Rồi, thì bây giờ mẫu người chị mong muốn là mẫu người như thế nào ạ? Mình cái tuổi này đấy thì và kể cả từ trước tới giờ mình cũng không nghĩ gì đến kinh tế đâu. Mà có nghĩa là mình chỉ cần một người đàn ông có hiểu biết về xã hội đấy, và có kiến thức
có văn hóa một chút về cách giao tiếp đấy, có văn hóa về giao tiếp đấy, và người quan trọng nhất ấy là trung thực. Dạ, mình cụ thể giúp em về ngoại hình, về công việc, tuổi tác của anh luôn ha. Mình nghĩ như này, mình nghĩ đến cái tuổi này rồi thì chắc là những người đàn ông đấy cũng ít người còn công tác lắm. Thì người ta cũng cứ có, nếu như là có doanh nghiệp thì mình càng tốt, còn không người ta chỉ cần là đã về hưu. Đấy, và có thể là kém mình từ 3 tuổi cho tới hơn mình 2 tuổi. Dạ. Rồi. Thì mình về chiều cao ấy, và xin lỗi bạn là mình nếu mà về chiều cao thì mình cũng mong muốn một người cao, một người thấp nhất là 1m70, bởi vì mình cao. Dạ, chị cao mét mấy ạ? Mình cao 1m64. Dạ dạ. Rồi thì mình không thích ở nào ở đàn ông, có điểm nào chị không thích ở đàn ông không chị? Tất nhiên là đàn ông hay đàn bà cũng thế, cũng rất có nhiều, rất có là nhiều điểm không thích. Là ví dụ như là nếu là riêng là đàn ông đấy thì có thể hút thuốc là mình cũng không thích rồi đấy, hút lào và rượu là mình không thích. Còn bia rượu thì không phải là nghiện, mà thỉnh thoảng ví dụ như là có những cái cuộc vui thì có thể uống một chút thì được. Thế và đặc biệt đấy là cuộc cần thô lỗ là không được. Dạ rồi, mình còn yêu cầu gì nữa không chị ơi? Mình thì cũng không yêu cầu cao lắm đâu, bởi vì là đến cái tuổi này rồi đấy thì mình cũng chỉ cần một người đàn ông mà như vừa nãy mình tả đấy, là nếu như là đang làm doanh nghiệp là tốt, còn nếu không thì chỉ cần có lương hưu cũng được, nhưng miễn làm sao phải thật thà, trung thực, mà có văn hóa, biết giao tiếp, kiến thức xã hội, đấy là rồi. Ok rồi, thì ở đây thì chương trình cũng đã ghi nhận những thông tin của chị Huy rồi ha. Thì nếu như mà có người phù hợp hoặc là chị được lọc vào vòng 2 của chương trình thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để cho chị sắp xếp bay từ Hải Phòng vào Sài Gòn để tham gia ghi hình ha chị ha. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ và cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ.